Bây giờ đã đến sân rồi mọi người. Mọi người quên nhỉ. Thế thôi thằng em. Ô, em anh Hùng. Không đi ra. Vâng, em ra. Em chờ anh. Chào Hùng. Mình đội mình đánh mấy sân anh? Hai sân này. Livestream từ từ cửa vào ạ. À? Em quay. Đây anh Phúc Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông chuyên đơn. 5 giờ sáng anh em ạ. Em đánh từ 5 giờ sáng nhưng mà bây giờ 5 rưỡi Hùng mới đến sân. Nam miền Bắc. Phía xa màn hình là Nguyễn Học. Chém cầu rất tốt từ Nguyễn Học. Rất bình tĩnh. Nếu mà anh có thể bám được cầu thì khả năng cũng có thể có một trận đấu căng với Nguyễn Học. Trận đấu này Hùng đánh giá Nguyễn Học vẫn cao hơn một chút. Rất lắc léo nhưng mà cầu đã ngoài sân. Hùng chưa xác định được trận này sẽ độ bao tiền. Hùng đoán khoảng 50-100k. Rất hay. Cầu rất lắc, vẫn còn. Chém sát quá. Rất sắc. Điểm 4-1. Cầu ngoài sân. Rất hay. Điểm 4 đều. Cầu non quá đi không? Nhưng rất chắc chắn. Cầu ngoài sân. Hai vận động viên đều có trình độ kỹ thuật rất tốt. Mình rất thích những pha đẩy cầu của họ khá nhẹ nhàng. Và đặc biệt là rất là giấu tay, vẫn còn rất tự tin. Rất nhẹ. Cầu rất tốt. Rất cố gắng nhưng mà cầu không qua lưới. Vẫn còn. Cầu trong sân. Cầu rất ngay. Không được. Vẫn chưa được. Rất nhẹ nhàng. Được cầu dọc biên rất tốt.
lật lưới. Cổng vào khá khó chịu. Rất tự tin. Cầu trong sân, nó là Bá Học đang. Chắc chắn cao rồi, rất tiếc là vô cầu không qua lưới. Một cầu rất tốt. Được cầu tốt. Đổi điểm. Học về cầu nó là rất tự tin. Cầu ngoài. Còn nó là Nguyễn Học về cầu rất mượt, rất hay. Cầu không qua lưới. Dứt điểm tốt. Rất tự tin. Chúng ta rút sắc. Thật sân phải nói là cũng khá là ấn tượng bởi vì nó khá là đẹp. Cầu ngoài sân. Rất cố gắng. Cầu không qua lưới.
Cầu tốt. Cầu non rồi. Nó là tay khá tốt. Non rồi, có ăn được không? Rất tiếc là Thái Học đã lựa chọn một tình huống chém cầu. Đập quá tốt. Thế rồi bạn Huy. Đập cầu rất tốt. Rất cố gắng. Rất đơn giản. Thủ cầu rất chắc tay. Cầu không qua lưới. Và cây cầu hơi cao nhưng mà vẫn sửa sai được. Chém cầu rất hay. Hơi non rồi. Non thế thì không còn. Quá tốt. Bắn lưới rất hay. Nhìn lại thì Thái Học có vẻ có chút gì đó hơi tâm lý và dường như là anh chưa thể phát huy được tất cả những khả năng vốn có của mình. Bắn lưới rất nhanh. Trận đấu đã kết thúc và chiến thắng cho tay vợt chủ nhà. Bạn Lợi có thể nói là một trong vài tay vợt đánh tốt nhất sân của câu lạc bộ Aurora Badminton.